Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của siêu thị DMFC. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một sản phẩm máy giặt của Samsung 10kg, có tên model là VKW10K14GOIVKFV, và chúng ta cùng nhau trải nghiệm sản phẩm này nhé. Bàn khiển điện tử và có núm xoay trong chương trình giúp người dùng dễ dàng hơn khi sử dụng, và đặc biệt với công nghệ Asus độc quyền chỉ có trên máy giặt Samsung, giúp cho người dùng có thể dễ dàng thêm đồ và thêm nước giặt bất cứ khi nào cũng được, rất là tiện. Và một điểm nhấn nổi bật của sản phẩm này đó là giặt hơi nước ở nhiệt độ cao, giúp cho sản phẩm có thể đánh bay mọi vết bẩn một cách dễ dàng và loại bỏ từ 99,9% vi khuẩn cũng như các tác nhân gây hại. Và quan trọng nhất đó là động cơ digital inverter sử dụng 5 chân vi thử, giúp cho sản phẩm có thể hoạt động êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện năng. Vâng, một chiếc máy giặt đầy đủ tính năng ưu việt hiện tại, tuy nhiên sở hữu nó chỉ với giá còn chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy lên và gọi tới số 18 hoặc truy cập vào website www.hc.com.vn để biết thông tin chi tiết. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.